Trong những ngày gần đây, các mạng xã hội đã được khuấy động thông tin một ca sĩ, đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng đã bị bắt vì liên quan đến cờ bạc ở thành phố Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Mặc dù nguồn không chỉ định danh tính, nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi cho Nói Hai. Chia sẻ với Giang Tri vào tối ngày 29 tháng 3, Minh Ha, vợ của Ly Hai là người quản lý của nghệ sĩ Nam, cho biết cô đã đọc thông tin ở trên và khẳng định rằng chồng cô không liên quan đến tin đồn này, chồng chưa bao giờ chơi cờ bạc, bao gồm cả giải trí. Vợ của Ly Hai đã chia sẻ, lúc đầu, tôi im lặng nhưng có vẻ rất tốt vì nhiều người xem vẫn xác nhận rằng đó là Ly Hai. Chúng tôi im lặng, sau đó sợ mọi thứ đi xa hơn. Ly Hai, cặp đôi Ha. Minh Ha nói thêm, ngày sự cố được lan truyền, cô đã có một livestream để mọi người có thể thấy rằng Ly Hai đang ghi âm, làm việc với các diễn viên Lợn Phân và Thanh Thúc như một cách đã liên tục được thảo luận ngày hôm nay. Do đó, vợ của nghệ sĩ Nam quyết định lên tiếng.